Xin chào các bạn đã xem kênh Vietnamese Online Class. Hôm nay chúng ta sẽ học ngữ pháp trung cấp 20. Đây là video dành cho các bạn đang ở trình độ trung cấp tiếng Việt. Nếu như các bạn đang ở trình độ sơ cấp hoặc các bạn là những người mới bắt đầu học tiếng Việt, các bạn có thể xem các video cho những người mới bắt đầu học tiếng Việt trên kênh Vietnamese Online Class. Hôm nay trong bài học ngữ pháp thứ 20 của trình độ trung cấp, chúng ta sẽ cùng học về ngữ pháp, hai ngữ pháp. Ngữ pháp thứ nhất là từng cộng với danh từ một. Ngữ pháp thứ hai học về khoảng, độ, chừng. Đầu tiên, ngữ pháp từng cộng với danh từ cộng với một thì ngữ pháp này thể hiện hành động được thực hiện một cách lần lượt. Tức là khi bạn làm hết việc này thì bạn sẽ làm sang việc khác. Hoặc là khi hết người này thì sẽ đến người khác. Đúng không? Ví dụ anh ấy làm từng bài 1 Anh ấy làm từng bài 1 Ví dụ như là có bài tập của anh ấy có nhiều bài đúng không? Có bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10 Có 10 bài đúng không? Và anh ấy làm từng bài 1 Thì anh ấy sẽ làm uh, bài thứ nhất sau đó anh ấy làm bài số 2, sau đó anh ấy làm tiếp bài số 3 và cứ thế anh ấy sẽ làm đến bài số 10. Thì mình nói là anh ấy làm từng bài tập một. Ví dụ thứ hai, từng người một đi vào phòng. có nghĩa là ví dụ có 10 người thì người thứ nhất đi vào phòng. Sau đó đến người thứ hai sau đó đến người thứ ba, sau đó đến người thứ bốn, cứ thế cho đến người thứ mười đi vào phòng thì mình nói là từng người một đi vào phòng. thì sau từng sẽ là một danh từ, danh từ các bạn nhớ nhé, danh từ. từng bài tập, từng người là danh từ. thì về ngữ pháp này thì không khó lắm, đúng không? các bạn cũng có thể dùng, đúng không? ví dụ như là có thể nói là trên bàn có nhiều món ăn, đúng không? tôi ăn từng món ăn một. Đó, tôi ăn từng món ăn một. Đó, bạn có thể nói như vậy. chúng ta sẽ sang ngữ pháp số 2 là các cái từ là khoảng độ chừng. các từ này cách dùng của nó giống nhau và được dùng để biểu thị một con số không chính xác. Chúng có thể được dùng riêng lẻ, có nghĩa là chúng có thể được dùng không cùng nhau. Ví dụ như là như này. Một là hồ này sâu khoảng 10 mét. Đúng không? Ừ. Thì bạn cũng có thể nói là hồ này sâu độ 10 mét. Hoặc hồ này sâu chừng 10 mét. Đúng Ờ, giống nhau nhá. Hồ này sâu khoảng à sâu chừng hoặc là độ 10 m. Ví dụ số 2, em trai tôi nặng độ 60 cân. Ừ cũng có thể viết là em trai tôi nặng khoảng 60 cân. Ví dụ thứ ba, chừng 8 giờ chị ấy sẽ đến bạn cũng có thể nói là độ 8 giờ chị ấy sẽ đến hoặc là khoảng 8 giờ chị ấy sẽ đến giống nhau và một chú ý nữa đó là các bạn cũng có thể kết hợp với nhau thành các cặp từ các cái cặp từ ví dụ như là khoảng độ khoảng chừng độ chừng chừng độ chừng khoảng đó là các bạn có thể à, à, ghép với nhau khoảng độ này khoảng chừng độ khoảng độ chừng chừng khoảng chừng độ đó có thể là giống nhau ví dụ các bạn có thể nói là khoảng độ này à, tôi ví dụ như là hồ này sâu khoảng độ 10 mét cũng giống như là hồ này sâu khoảng chừng 10 mét giống nhau hoặc các bạn cũng có thể nói là À, hồ này sâu độ khoảng Hồ này sâu độ trứng Đó, giống nhau Đó là cái cách mà các bạn có thể kết hợp các từ Để tạo thành một từ trong tiếng Việt ừ, Cũng có nghĩa giống giống nhau đúng không? Rất thú vị đúng không? Trừng độ này Đó. Hoặc là trừng khoảng đúng không, Đó cũng và mang nghĩa là để một biểu thị một con số không chính xác không chính xác đó ví dụ cơn mưa kéo dài khoảng độ 2 tiếng anh ấy đi công tác khoảng chừng nửa tháng rồi giống nhau đó. rất dễ đúng không vậy thì để luyện tập chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập đúng không bài tập ngày hôm nay sẽ là điền các từ dưới đây vào chỗ trống cho thích hợp điền các từ các từ các từ nào các từ này đây 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 đó đây chính là các từ đúng không các từ vào chỗ trống chỗ trống chỗ trống đâu chỗ trống đây một chỗ trống hai chỗ trống chỗ trống đó là những chỗ trống đó, chỗ trống, chỗ trống, mình sẽ điền từ vào chỗ trống. thì ở đây các bạn sẽ xem là có từ mãi, từ mãi, từ khoảng trừng, bỏ, bác sĩ, từng một, tại sao, gõ, những cứ, ừ, từ mãi này các bạn đã học chưa? đã học rồi đúng không? mãi, mãi có nghĩa là thể hiện cái việc gì đó trong một khoảng thời gian dài đúng không? À, bây giờ ở trong bức ảnh này thì bạn thấy là người đàn ông này à, đang um, đi đúng không? Đây thì gọi là cái gì nhỉ? cầu thang cầu thang và anh ấy đang đi cầu thang hoặc có thể nói là lên cầu thang nên cầu thang, nếu như mà anh ấy đang đi uh, đi đi lên như thế nào, thì mình gọi là lên cầu thang. Còn nếu như anh ấy mà đi xuống như thế này, xuống như này, thì mình gọi là xuống cầu thang, xuống cầu thang, xuống cầu thang. Còn bây giờ là anh ấy có thể là đang đi lên, đi lên, rồi. À, vậy chúng ta sẽ cùng đọc bài đọc Để điền những từ vào chỗ trống Một người đàn ông bước Chấm 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 Vậy ở đây thì có cái nào Có cái cấu trúc là chấm 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 Từng Đúng không? Từng Sau đó đến danh từ bậc Đây là bậc các bạn nhé Đây chỗ này mình gọi là bậc 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 ở đây có một bậc hai bậc ba bậc bốn bậc năm bậc sáu bậc bảy bậc Đúng không? gọi là bảy bậc cầu thang bảy bậc cầu thang một người đàn ông bước từng bậc một lên cầu thang đến tầng năm ông ta cửa mạnh rất và gọi rất to vậy ở đây sẽ là gõ gõ gõ, wow. gõ này, gõ, cốc 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 cốc. Nó gõ. gõ cửa mạnh và gọi rất to. Wow. Sau đó, một lúc sau, cửa mới mở ra. Ở đây các bạn đã học về cái một khoảng thời gian là mới mở ra tức là rất là lâu sau thì cửa mới mở ra. Vậy thì ở đây phải dùng từ là mãi hiểu không? Mãi một lúc sau cửa mới mở ra ông ta chạy vào và hỏi ngay thưa bác sĩ bác sĩ làm ơn giúp tôi tôi bị viêm phổi đúng không tôi bị viêm phổi những hay là hai năm rồi khổ lắm mùa đông là tôi khó thở tôi phải làm gì đúng không tôi bị viêm phổi Bị viêm phổi vậy là ở đây các bạn thấy là chúng ta đã bỏ từ gì rồi nhỉ từng cái một là chúng ta đã làm rồi này à, gõ đã chọn rồi này mãi đã chọn rồi này đúng không vậy ở đây sẽ có là tôi bị viêm phổi à, tôi bị viêm phổi à, khoảng chừng 2 năm rồi đúng không thì có thể là một là chúng ta sẽ chọn từ khoảng chừng hoặc là chúng ta sẽ chọn từ những đúng không? Ừ. Nhưng mà ở đây thì bạn sẽ chọn từ gì cho phù hợp đúng không? Tôi bị viêm phổi khoảng chừng 2 năm rồi, đúng không? Đúng không? khoảng chừng đúng không? Hay là những, những. Vậy là ở đây có thể là từ những các bạn nhé. Đúng không? Chúng ta sẽ chọn từ là tôi bị viêm phổi những Bởi vì là 2 năm mà hai năm thì là bắt đầu là nhiều rồi Nên mình có thể dùng từ những Những 2 năm rồi khổ lắm đúng không? Mùa đông là tôi khó thở Vậy là ở đây có từ những mình đã chọn rồi Vậy ở đây thì chỉ có thể chọn là từ gì Từ cứ thôi Cứ Cứ Đúng không Cứ cứ mùa đông là tôi khó thở. Các bạn đã học ngữ pháp với từ cứ này rồi đúng không? ở trong trình độ trung cấp, à, tôi đã hướng dẫn trong video. Các bạn có thể xem lại video về bài ngữ pháp về từ cứ nhé. Đó. cứ mùa đông là tôi khó thở. Tôi phải làm gì bây giờ? người đàn ông trong nhà nói ông phải tập thể dục mỗi ngày, đúng không? Mỗi ngày vậy là ở đây sẽ chọn từ khoảng chừng, đúng không? Khoảng chừng. đó. còn từ khoảng chừng này, từ bỏ này, từ bác sĩ và từ tại sao thôi. Đúng không? Vậy thì chỉ, chỉ có từ khoảng chừng, khoảng chừng, khoảng chừng, khoảng chừng, khoảng chừng, khoảng chừng về thời gian mà khoảng chừng sau đó cộng thời gian à, nửa giờ, ăn ít thôi ông nên à, ông nên gì ông nên bỏ 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 thuốc lá bỏ tức là không có hút nữa không có dùng thuốc lá nữa đúng không? và điều quan trọng nhất là phải đeo kính vào đúng không đeo kính vào ở đây tôi sẽ chú ý cho các bạn này tôi bị viêm phổi viêm phổi đây chính là viêm phổi này viêm phổi đây là phổi phổi và viêm bị viêm rồi là phổi sẽ không khỏe nữa đúng không? viêm phổi rồi tiếp theo là từ đeo kính đeo kính ngon mọi người này nói là tốt nhất là ông phải đeo kính vào đeo kính này đeo kính ngon đây là đeo kính đeo kính đúng không? rồi đeo kính mắt tôi còn tốt đúng không tại sao tại sao tại sao tại mắt tôi còn tốt tại sao phải đeo kính? Ừ. tôi bảo ông phải đeo kính là vì là vì bác sĩ bác sĩ bác sĩ ở tầng dưới còn tôi là thợ chữa giày à thợ chữa giày đó thợ chữa giày đây chính là thợ chữa giày tức là người họ sẽ làm đúng không? hoặc là sửa những cái giày đúng không? còn đây là bác sĩ bác sĩ đó như vậy các bạn có thể à, sử dụng các cái ngữ pháp đã học để làm một bài tập đúng không đó, đó là toàn bộ bài học ngữ pháp tuần 20 bài học ngữ pháp 20 à, của chúng ta À, tôi hy vọng bạn có thể sử dụng tốt ngữ pháp này à, hãy nhớ subscribe và ủng hộ cho kênh của tôi à, hãy um, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nếu như các bạn muốn học muốn nói chuyện trực tiếp với tôi các bạn có thể đăng ký uh, lớp học online uh, trong trang web của tôi tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn